Có mưa gió gì giờ nãy giờ đó. Okay. Chị không phải còn dạng chứ. Anh ơi. Nguyệt đứng trước. Xếp hàng. À, vậy cao này, cao này. Mưa xuân. Đúng rồi, mưa xuân. À, có mưa gió gì giờ nãy giờ đó. Xin chào cả nhà, đây là bạn Nguyễn của chúng ta, một FC, một fan cứng rất là lâu năm, hơn mười mấy năm rồi, 23 năm, từ lúc chồng của Nguyễn là fan của Đan Trường luôn, hai người đi xem ca nhạc riết mà lấy nhau luôn, thấy chưa? Nghĩa là Đan Trường làm ông mai cầu mối cho hai bạn, và hai bạn bây giờ đã có hai đứa con rồi, nhưng mà vẫn ủng hộ Đan Trường tới bây giờ, đó là một điều hạnh phúc nhất của Đan Trường. Và nhân dịp sinh nhật lần thứ bao nhiêu không biết, thì 20 tháng 2 này là ngày sinh nhật của bạn Nguyệt. Xin chúc cho Nguyệt luôn nhiều sức khỏe, có sức khỏe sẽ làm được kênh YouTube hay. Kênh YouTube tên gì? Ánh Nguyệt TV nha, chuyên về review về du lịch ăn uống, mặc dầu là bây giờ ký không còn nhẹ nữa nhờ đừng có ăn uống. Và tiếp theo là chúc cho Nguyệt luôn luôn được chồng con yêu thương, công việc lúc nào cũng thuận lợi, thành công, và kênh YouTube sẽ được triệu view nha. Mong là trong năm 2023 này cũng như sinh nhật năm nay thì sẽ có nhiều thắng lợi tới với em. Chúc em sinh nhật vui vẻ và mãi là người phụ nữ hạnh phúc nhất nha Nguyệt nha. Dạ, cảm ơn anh Trường.